trọng gửi tặng cho bà xã của anh Giang, bác sĩ Giang. Chị ngồi đâu rồi? Chị đâu? Em không thấy chị đâu hết. Ô, chị ngồi ở dưới. Dạ. Đặc biệt xin được thân tặng cho chị và tất cả mọi người ở đây một bài hát rất là quen thuộc. Bài hát được mang tên Anh Còn Nợ Em. Anh còn nợ.